Khi họ học đó và họ hành luôn, gọi là giải hành tinh linh. Họ nghe cái điều đó, khi họ học xong là họ phải làm. Làm liền chứ không có đến khi học xong ra trường có bằng cấp rồi bắt đầu mình mới trở thành một bác sĩ kỹ sư. Học Phật mình đó, cái chỗ thông sâu là phải học làm liền. Làm những cái nhân hạnh nho nhỏ của Phật, từ từ nhiều cái nhân hạnh này nó trở thành vô lượng hạnh, vạn hạnh là Phật. Bây giờ mình toàn là những cái hành vi từ trong ý niệm, lời nói và hành động đều là chúng sanh, phàm phu tục tử hết. Nhìn kỹ lại, già cũng không ngoại lệ. Vậy người già có cần học Phật không? Cần. Người trẻ còn học không? Cũng phải cần. Học mà phải hành, gọi là giải hành tương ứng. Học là giải. Giải hỗ trợ cho hành, hành hỗ trợ cho giải. Tam Tạng Kinh Điển là một cái biển pháp mênh mông kỳ vĩ vô tận. Nhưng mình lấy những cái tinh tí trong này để mà mình học đỡ mất thời gian. Mình không có cái tâm bác học, tức là học rộng rãi, thì mình phải biết lựa sức mình và tìm cái pháp môn nào đó mà nó học để mình làm được, gọi là khéo cơ. Và mình học để rút ngắn thời gian lại là khéo lý và hợp với trong cái thời hôm nay, gọi là thời mạt pháp, gọi là khế thời. Như vậy là cái pháp môn nào là khế cơ, khế lý, khế thời và
hợp với ba căn cơ thượng căn, trung căn và hạ căn, hợp với cái thời mạt pháp này, và đúng với chân lý Phật dạy, không có sai, thì gọi là khế lý. Đó là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thì mỗi vị tu mỗi cách, và trong pháp môn niệm Phật có nhiều người họ có thể họ tu thập tước niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, hoặc họ quán tưởng y báo. Có một vị thầy đó, họ lấy những cái cảnh giới của cực lạc ra, có nhiều Phật ngồi, Bồ Tát ngồi, và cảnh giới chim ca lăng thần già, họ ngồi họ quán cảnh giới cực lạc, quán y báo. Thì có những vị họ căn cơ sâu dày, họ làm cái pháp quán này họ thành công. Nhưng mà phần đa Phật dạy chúng ta là phải dùng trì danh niệm Phật. Nếu mà mình trì danh niệm Phật mà mình không có học cái cách để những người đi trước họ đã thành tựu rồi, thì mình bị chướng ngại luôn. Mình chướng ngại gặp và sa hầm sập hố, cái thân mình nó bị té thì mình chữa nó dễ. Mà chướng ngại cái tâm là sai một ly đi ngàn dặm thì mình quay trở lại không được. Ngài hay nói toàn bộ khí phận của mình là ma, là vọng tưởng, là điên đảo, là suy nghĩ sằng bậy. Miệng ti niệm Phật như một bụng dạ đã đầy khí phận của ma rồi, thì niệm Phật mà chiêu cảm ma đó, Phật sống xuất hiện cũng cứu không được. Vì trong khí phận là tâm tưởng mình toàn bộ là ma không. Ma là mê mờ, là gian xảo, là dối trá, không phải là quang minh chánh đại. Hết sức thận trọng. Vậy cái bộ sách nào mà Ngài Hoàng Nhất Đại Sư cũng như hồi nãy Hòa Thượng Tịnh Không mới giới thiệu là bộ sách duy nhất, là một con người duy nhất trong 300 năm lại đây, đó là bộ sách Văn Sao, đó là Tổ sư Ấn Quang. Ngài là vị Bồ Tát biểu pháp và hành pháp môn tịnh độ có sự thành công. Đây là bộ sách mà rút ra những cái tinh túy trong lời Phật dạy, và rút ra những cái bộ kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, và những cái luận vãng sanh luận vân vân. Và Ngài gom góp hết tất cả những cái tinh túy, Ngài đem thành một cái bộ Văn Sao mà đối cơ để mà Ngài chỉ dạy cho những người mà khi hỏi và Ngài trả lời thư, không những các vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà các vị hòa thượng, các vị ni cô, ni sư. Thì chúng tôi được xem đây là bộ sách hoàn hảo. Hòa Thượng Tịnh Không hồi nãy cũng có giới thiệu bộ sách hoàn hảo. Vì vậy cho nên mình đọc cái bộ sách này là gọi là giải, và thường xuyên đọc, không để cho gián đoạn. Ví dụ như buổi chiều mình ăn cơm xong có thể mình đi bách bộ để gặp anh em ngồi nói chuyện một tí cũng được, còn không thì mình phải chiêm nghiệm cái lời trong Văn Sao hồi sáng mình học, chứ không có tụ ba tụ bảy nói chuyện nữa. Khi mình ngồi nói chuyện thì cái vọng tưởng của mình đem cho người khác thì người khác sẽ khó chịu vô cùng. Cái đó là cái thất bại của mình khi học. Học chỉ ngồi bao nhiêu đây, 1 tiếng rưỡi thôi, buông ra khỏi rồi là không nhớ một cái gì luôn, và không có đọc sách. Dạo gần lại đây mỗi buổi tối là chúng tôi bắt đầu thấy Chú Nhật Minh ông đọc Văn Sao. Tuy nhiên trong lòng của mình nó bừng, bởi vì người học trò này họ vâng lời. Thầy dạy học trò không đốt sách. Chỗ này mấy anh em phải lưu tâm. Thay vì mình không có đọc nổi đi, mình ngán quá đi, mình chán đó, vô chùa mình phè phẩn, nó quen cái thói đó, thôi mình đi niệm Phật, không thôi thì ngủ đi, cho ai đi phá người ta mà đi ngồi cả cục nói chuyện với nhau. Ví dụ thỉnh thoảng lâu chủ nhật thì tập hợp với nhau, mình có thể ngồi lại với nhau để bàn công việc được. Xong đó rồi là mình quay trở lại bổn phận mình ngay, nhưng mà làm không được. Chỉ một người họ vô đây họ làm cái chuyện theo cái thói tục họ thì mình đã mệt mỏi rồi. Nhắc mọi người phải hết sức thận trọng. Tối 8 giờ công phu xong là mạnh ai về phòng người đó, và phải đọc sách, không thì ngủ, không thì đi niệm Phật, không được tập tụ. Đâu có gắt gì đâu, ví dụ mình đi làm công quả thì ngồi chơi nói chuyện với nhau cũng được.
Hoặc giả buổi chiều ăn cơm xong mình bắt bộ một tí trong tiếng đồng hồ 5 giờ đến 6 giờ công phu học phải hành chứ. Không không để thời gian trống để cho cái tâm này nó bung lung. Nó bung lung tức là nó vọng tưởng điên đảo, nó mệt mỏi, nó chán chường, nó đi tìm người nói chuyện băng quơ là mình chết ngay. Học không không đúng lời Phật tổ dạy. Cái người học giải tức là ngoài cái chuyện họ niệm Phật ra là họ để toàn tâm vô cái môn học của họ. Tổ hay nhất, cái người ngoài đời họ học bác sĩ, kỹ sư để kiếm miếng cơm manh áo, họ làm một cái ngành nghề đó nghe, mà họ phải để toàn tâm lực có những đêm họ không ngủ luôn. Còn người mình học Phật giỡn ngươi lắm. Có phải đàn na tính thấy cúng cho mình ăn rồi, cho nên thành ra mình học phè phỡn, học cho có chuyện thôi, không quan trọng. Thì làm sao mà giải được? Mà giải không thấu thì hành làm sao triệt để được? Cái điều mà chúng tôi lên dạy cho quý vị là cái của chúng tôi hiểu biết và thẩm thấu nói cho quý vị nghe. Mà quý vị nghe mà không giữ lại thì nó mất. Mà cái quan trọng là mình phải tự để mà mình thẩm thấu ở trong cái lời tổ dạy. Cho nên hình thành ra những người họ đọc sách như thế nào gọi là họ đọc sách thành công. Lắng nghe nè. Đọc sách phải ngàn lần thì nghĩa kia mới tự hiểu. Một sách đó đọc ngàn lần, tụng kinh ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Nghe pháp điều đó mình thấy là chán, nhưng mà lặp đi lặp lại ngàn lần. Ngàn lần là nói đến hàng bậc thông trí nha. Còn bậc mà suy dạy như chúng ta phải vài chục ngàn lần. Ai nhắc mình điều này? Những người thiện tri thức, những người thương mình họ mới nhắc mình điều này. Nhưng mà người có căn lành họ tiếp nhận cái họ làm được liền có thọ dụng. Còn họ ương bướng thì coi như thua, không làm được. Học trò này coi như là không phải học trò ngoan. Dùng để tự hành lại còn dạy người. Nói vậy. Những cái mình chưa làm được nhưng mình nói ra được cái nhân quả là ấn tổ nói này, lắng nghe này. Tuy rằng chưa đắc độ mà đã độ người. Câu này hay cực kỳ luôn. Tuy rằng mình chưa đắc độ, mình chưa chứng đắc, nhưng mà mình dùng cái nhân quả để độ người thì tự lợi lợi tha, đắc độ, chưa đắc độ mà đã làm chuyện độ người viên mãn. Còn mình nói cái sở đắc của mình mà mình chưa đắc đó thì đại vọng ngữ, đọa địa ngục, hà tỳ, nguy hiểm vô cùng. Lấy nhân quả, cái gương người đi trước cổ thánh tiên hiền để nói. Thì chưa đắc độ mà làm chuyện độ người, lấy lý nhân quả mà làm. Lý nhân quả và sự nhân quả này, đó là Nho Thích Đạo đều phải xiển dương. Nếu mà bỏ đi thì Nho Thích Đạo cũng không có nền tảng mà đứng vững được. Đây là toàn bằng sao không. Nếu không chú tâm học, nếu không chú tâm nghe thì làm sao mà mình nhớ để mình làm được. Mà nghe rồi để mà làm cũng cả một vấn đề, chứ không phải đơn giản đó đâu. Cho nên là sáng hôm nay chúng tôi nói hai chữ giải hành tương ưng sâu dữ lắm. Phải để ý nó. Đang lúc trong giải coi sách tức là hành. Làm sao? Giữ tâm mình thiệt là cung kính, chân thật. Lỡ vọng tưởng khởi lên sằng bậy, gấp sách lại thành tâm sám hối. Và khi đọc như vậy rồi đó, đem tấm lòng cung kính như trung thần thờ thánh giáo, thánh chỉ của vua. Vua gửi thánh chỉ đến mà vua không đến, toàn bộ tướng lãnh quân thần đều sụp quỳ lũ xuống hết để nghe thánh chỉ. Người nào mà không nghe chém đầu. Kinh không? Quân pháp bắt vị thân, dù đó là người thân anh em của vua mà không quỳ xuống cũng chém đầu, gọi là quân pháp bắt vị thân. Không có vì cái chuyện gia đình mà không có tuân lệnh của thánh chỉ của vua, chém đầu ngay. Còn mình thấy sách của thánh hiền của Phật tổ như đóng giấy cũ rách, không thèm coi đến. Thời gian đi nói chuyện khào khào chơi, chết rồi. Thấy cái lỗ hổng của mình và phàm tục của mình từ lúc cha mẹ còn thở bé.
trong thai giáo chưa dạy dỗ cho đàng hoàng, bản chất của người mẹ vẫn là không là người một người hiền thiện, không phải là hiền mẫu. Đúc ra cái khuôn mẫu của mình thì khuôn không ra khuôn mà mẫu không ra mẫu, chết chưa? Bây giờ mình gặp được lời thánh hiền, gặp được môi trường tốt, mình phải sửa nhé. Vì vậy cho nên trong lúc giải đó là hành luôn, hành bằng cái tâm cung kính. Cung kính đến mức mà ông đó mà ông cung kính, hôm bữa soạn cái tờ thầy tánh ghi ra rồi là ông cung kính kinh đến cái mức độ mà ông trồng những cái cây thơm, thiệt thơm, để mà ông lấy cái cây đó ông mới làm thành nước, để ông lấy bút để ông viết. Và ông đốt ông xong trong phòng như là cây trầm, rồi cái phòng ông làm thiệt là trang nghiêm, những cái tòa để kinh. Và trong người ông là ông phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước thơm, vô nhà vệ sinh là ông mặc đồ vệ sinh riêng, ra ngoài ông mặc đồ bên ngoài. Và tấm lòng ông cung kính ông tổ, nó đến lúc mà cung kính mà ông đặt bút xuống, anh viết một chữ trong cái lời kinh là phóng quang liền. Để mai soạn lại cái này đọc cho quý vị nghe. Đang lúc giải phải không? Hành luôn. Rồi là giải hành tương ưng. Còn phàm tục chúng ta giải là giải, học là chỉ biết học, và đọc chỉ là biết, chứ không có cung kính. Cho nên cái kinh Phật không phóng quang được. Chỗ này là chỗ sâu sắc, phải làm cho bằng được. Chỉ rằng mình làm chưa được, nhưng mà mình khuyến khích người khác làm, để người ta gieo cái nhân này. Lên ngồi tụng kinh A Di Đà mà tổ sư Ấn Quang là ngộ liền tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, và tướng Di Đà, tướng tịnh độ, là lúc đó là tánh tướng gặp nhau và xử lý viên dung, cho nên thấy cực lạc rõ ràng, ngộ liền. Cái ngộ này ai lấy được? Không ai lấy của mình được hết. Còn những vật chất phù phiếm bên ngoài người ta lấy một cách dễ dàng, không ai lấy đi nữa, thọ mạng hết cũng bị mưa nước lửa cháy, ăn trộm ăn cướp rồi đủ kiểu. Mà suốt cuộc đời họ làm cái chuyện này, mong cho có cái giả này. Cái giả chỉ tạm thôi, mà họ làm quá là kiên cố. Tiền bạc của cải, xe cộ, vợ chồng con cái, toàn tâm họ để vô đó. Để đến già họ vô tu hết xí quách, tu vô đó hết sức bắt săn nhớt được, coi như là hết rồi. Thôi tu cái gì nữa, tu cũng được nữa. Vô gieo duyên, gieo cái viễn nhân chơi, để đời sau khỏi đỏ lạc, vẫn khổ, vẫn bị bát khổ, tam khổ, bát nạn, tam hoặc còn y nguyên, nhị tử còn y nguyên. Như vậy cho nên thành ra cái người mà họ quyết tâm họ học để cho bằng được, học Phật để làm Phật, học bác sĩ để làm bác sĩ, học kỹ sư để làm bác kỹ sư, học sư phạm để làm thầy giáo, học để làm, thì người này thành công. Còn học rồi để đó, nói chuyện bâng quơ, khoe khoang khoác lác, rồi nói cho mình là đại thông gia, không có làm gì giúp trong gia đình của mình hết, thì người này thất bại. Học kiểu này thất bại, uổng công, uổng sách, uổng đèn giấy, rồi uổng tiền bạc đầu tư đi học. Hàng ngày ai nuôi mình đây? Đàn na tính thí họ nuôi mình đó. Sách bút vở bàn ghế, điện đèn, rồi người thầy họ dạy cho mình, mà mình không hết lòng thì mình có lỗi. Lỗi này lớn, lớn lắm. Phụ bạc ơn người. Có phải là khó khăn với quý vị không? Không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bao nhiêu đời kiếp này mình trở thành một người lung quan hư hỏng, phàm tục tiểu nhân, hạ ngu bất tiến rồi, khổ đau cùng cực rồi, không có lối thoát rồi. Hôm nay tìm được lối thoát, thấy được ánh sáng để mà mình đi. Người ta chỉ cho mình đi, mình không đi thì như con phù du, nó thấy ánh sáng ấm ấm nó bay vô cái thiêu thân mắt. Thấy ánh sáng, ánh sáng của thế tục nhảy vô một cái là thôi, ngũ dục tan thân mất mạng, nhà tan cửa nát. Bắt buộc mỗi ngày phải học. Qua chúng tôi ngồi với thầy Nhuận Minh, với mấy thầy hỏi trên đó, mấy anh em thấy là học có ổn không? Kêu là ổn, không có gì phản ứng. Mấy người ngồi trong bếp cũng có ghi luôn. Thầy Tuệ nói chỉ có người nấu cơm họ mệt, họ dậy sớm. Cái lúc giảng đó thì họ chui vô trong cái kho họ ngủ để họ dậy nấu cơm tiếp. Chúng tôi quan hỷ vô cùng. Đây là cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục phải học. Nên chúng tôi lên ngồi đối trên đây là chúng tôi đang ôn lại bài học để mình làm.
Còn quý vị nghe bài học để quý vị làm, chúng ta ôn lại. Cho nên thành ra người học Phật quên cái chỗ là học Phật để làm Phật. Thế mà học Phật vẫn làm phàm phu, thì mình có xứng đáng học Phật? Quá phàm phu tục tử vẫn tranh giành hơn thua đấu đá. Trước mặt thì nói ngon ngọt, sau lưng thì nói dối trá và nói xấu người đó. Cho nên đem chuyện người này nói xấu chuyện người kia, nó kinh hồn khiếp vía luôn, không thể tưởng tượng nổi luôn. Thấy người ta hơn mình một cái là bằng mọi cách phải trù dập cho họ thân tàn ma dại, lên bờ xuống ruộng. Thì họ học, mà họ học một đường, họ làm một ngã, thì số lượng người này quá nhiều, quá nhiều. Bây giờ họ học tràn lan đại hải quá đi, và không có chỉ cái cốt cán để họ học. Hôm qua nghe thầy Phổ nói có một số các vị họ cũng học cái trường luật đó rất là tốt, mà học một năm sau khi quay về lại thì hai tay hai cái điện thoại vẫn là một người dữ dằn hơn học, tức là hư hỏng hơn học một năm học luật nữa. Hàm dưỡng chưa đủ, người này phải hàm dưỡng 20 năm. Mới một năm chưa thành pháp khí mà chén nó còn là bùn, mà mưa nó một trận mưa sanh tử, một trận mưa điện thoại mà không làm cho banh cái chén này ra thành bùn thì chuyện lạ. Nung chưa thành sanh mà nung cho nó 20 năm đi, ở trong này nè 20 năm, tỏ ân quang là Bồ Tát rồi, là vị coi như thừa nguyện tái lai, mà phải vô pháp vũ nung 20 năm, không liên lạc qua lại với hai chúng cư sĩ và không biết các vị thầy là ai hết trơn, chỉ người ở trong chúng biết nhau thôi, độc hành độc bộ trên cái niết bàn lộ. Bồ Tát hàm dưỡng vậy đó, mình không thấy cái gương này, mình hàm dưỡng 1-2 năm là cái gì, so với vô lượng đời kiếp là phàm phu thì chưa là gì hết. Nên như là lửa nóng chưa có bén được cái đất để cho nó thành sành, chưa bén nổi chứ đừng có chưa nung, đừng nói chuyện nung. Cho nên chúng tôi muốn cái lớp học này cố gắng duy trì, ổn định được cái số lượng người này, và lâu dài, nói đến 10-20 năm, không nói ít. Khi nào chúng tôi cảm giác thấy là mình có vẻ là cần để bế quan thêm, chúng tôi nói ngừng tuần hoặc 2 tuần hoặc tháng, 2-3 tháng gì bắt đầu quay trở lại, cũng không có ngỡ ngàng. Vì làm cái việc gì mình còn phàm phu, nhiều lúc nó quá phận và cái sức mình không đủ và cái tâm lực mình đó, nó đến lúc nó cần vô để hàm dưỡng thì phải làm. Cho nên trong giây phút này là giây phút mà rất là vàng son và rất giây phút mà là thiêng liêng nên học. Chứ khi chúng tôi thông báo ngày mai nghỉ một tuần thì một tuần nó phải nghỉ. Hết sức thận trọng, phải chịu khó học. Khi mà học thì sao? Khi mà học thì người này, tâm này là Phật, thì tâm này làm Phật. Thân này chưa là Phật, chưa được quả giác của Phật, mà đây là từng phần tích Phật. Từng phần tích Phật tức là Phật nói những lời chân chánh, và mình chưa nói như Phật được, là một lời nói của Ngài có thể là pháp âm lưu diễn cho toàn bộ chính pháp giới, từ địa ngục cho đến Bồ Tát nghe. Mà mỗi cảnh giới súc sanh là loài heo nghe theo tiếng loài heo, loài bò theo nghe tiếng loài bò, loài chim nghe theo tiếng loài chim. Đó là Ngài đã đạt được phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm, và âm thanh của Ngài gần như là đã viên mãn rồi. Thì mình chưa đạt được chỗ này, nhưng mà mình học Phật, mình sẽ làm Phật, làm nho nhỏ, từ từ nói cho những người đó nghe những cái lời Phật Pháp, đem lại những lời an ủi cho họ, nói những cái lời chân thật cung kính. Đây là từng phần tức Phật. Mà nhiều cái từng phần tức Phật thì nó là gọi là toàn phần tức Phật. Những cái danh từ này chúng tôi học từ lâu lắm rồi đó. Bữa nay lấy ra áp dụng và nói cho đại chúng là không phải mình kêu mình học Phật cái là thành ông Phật trọn vẹn luôn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là thành ông Phật luôn, đầy đủ tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, thì không có thể phàm phu nào, Bồ Tát nào mà làm được hết cả. Chỉ có một vị Bồ Tát, đó là Hộ Minh nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật thì Ngài làm điều này được. Vì vậy cho nên thành ra học Phật để làm Phật. Tâm này mình đã học Phật thuần rồi,
giải thuần rồi bắt đầu hành. Hành đó là ngôn, ngôn lời nói của mình là Phật, hành động của mình là Phật. Lúc trước mình sát sanh, mình hại vật. Hôm nay mình bắt chước theo Phật, giữ lòng từ, không sát sanh, không hại vật và ăn chay. Đó là từng phần tức Phật. Và tiến lên nữa là Đức Phật, Ngài bố thí cả, không những cái miếng ăn của mình giết hại chúng sanh, mà bố thí thân mạng của mình khắp trong tam thiên đại thiên thế giới luôn. Đó là toàn phần tức Phật, là bố thí lợi tha viên mãn. Kinh không? Kinh khủng như vậy. Phật như vậy mới gọi là Phật. Chứ còn mình đây một cọng lông cũng không đụng đến, lông chân không đụng đến, sợ nó dơ chân không dám đi làm, thì làm sao mà thành được lợi tha được. Chết rồi. Cho nên cái việc mà học Phật khó. Nó nghe này, học ở bên ngoài đời để cho thành nghề nghiệp bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, để có được cơm ăn áo mặc, lo cho mình, thí dụ có gia đình, lo cho gia đình, chuyện này không phải là dễ. Học mà không quyết chí thì cũng phải ở lại lớp, chưa lên lớp 12 đã là ở lại lớp bạch bạch rồi, đừng có nói vô đại học mà thành tài. Là cái chuyện học này là sơ đẳng thấp cấp nhất trong cái chuyện mà giáo dục, là bậc thấp nhất. Kiếm miếng cơm manh áo là chuyện này học thấp nhất. Nhưng có những người họ học thành công, họ giúp cho gia đình, họ của cải vật chất, nhưng họ chưa học lời thánh hiền, cho nên họ quơ quét mở màn của chồng họ, làm bao nhiêu người đau khổ. Có cái ông quan thu thế, ba của ông Du Đô, lược thầm vô tình ý đó, đem lên đóng lúa đủ rồi mà bây giờ bắt con người ta phải đóng thêm một xe lúa nữa, không có tiền, không có lúa, bệnh ngã là chết luôn. Họ đâu có thấy nhân quả không? Họ không lọc lời, học lời thánh hiền, họ học thành công là quan đó, là quan đó, để nhận thế đó. Nhưng mà cuối cùng sao? Cuối cùng ép người ta vô đường cùng, để phải không đem lúa đi đóng rồi mà bây giờ không có biết làm cách gì để trả người khác, cho nên cùng đường phải chết. Ông Thọ nói lắm kẻ học có tài cao bất đẩu, nhưng mà hạnh thì hành cái hạnh coi như là quá xấu ác, gom góp mở màn chăm họ đem về cho gia đình mình. Cuối cùng sao? Cuối cùng gia đình tuyệt diệt hết, con cái tuyệt diệt và tài sản mất sạch hết, phải đọa lạc nữa. Bởi vì họ không học được thánh hiền, mới học được có cái văn hóa, những cái nghề nghiệp của thế gian, mà không học lời của thánh hiền, không biết đạo đức luân lý, không biết thương người, cho nên lời thánh hiền không học. Mà học cái sự thánh hiền đây là học căn bản đầu tiên phải học trước, đó là gốc nền tảng, không vung cái gốc này rồi cho nó có tài mà nó ác đức là tiểu nhân, rồi cậy cái tài mình, cho nên chữ tài một vần luôn, chết ngắt luôn. Cho nên hôm nay cái lớp học chúng ta là lớp học vỡ lòng của thánh hiền. Vì sao chúng ta nói vỡ lòng? Bà già 80 tuổi cũng vỡ lòng bởi vì chưa học. Hôm bữa ông cụ ngoài Hà Nội, chắc hôm nay ông nghe, ông 87 tuổi ông vô trong này. Chúng tôi nói đáng lẽ cụ tuổi già hơn là phải kinh nghiệm lời thánh hiền hơn thầy chứ. Nói không, làm sao bằng thầy được. Thì chúng tôi mới nói là do ông cụ không có duyên gặp lời thánh hiền sớm. Hôm nay 87 tuổi rồi bắt đầu mới gặp thì phải học lại vỡ lòng. Ông cười, ông quan hệ kêu đúng vậy. Nhưng mà có những người già họ ngang ngạnh, họ kêu học. Không học, tôi già học chi ba thứ đồ con nít này. Con nít làm cái gì đâu, lễ nghĩa, lễ pháp, luân thường rồi, tôi cứ gia đình rồi, đâu có gì đâu nữa, không chịu học. Thì người này là gì? Phàm phu mãi là phàm phu, tục tử vẫn là tục tử. Nếu tâm này là người thì tâm này làm người. Tâm làm người không phải là dễ làm người. Làm người đó phải giữ trọn vẹn năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. 10 thiện đó là trung thiện, và 8 chữ đó là hiếu để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ. Đây là một con người. Nhưng mà giờ nhìn lại con người còn 8 chữ này không?
trung họ còn, lễ họ còn không, nghĩa họ còn không, liêm họ còn không, sĩ là hổ thẹn với mình khi làm sai trái, hổ thẹn với trời đất, với quỷ thần, với Phật còn không? Không còn. Mang danh là con người nhưng mà tâm đã là giả thú rồi, không còn. Thì bao nhiêu cái loại đó họ sẽ vẫn đục những cái con người là con người, số lượng con người như là một giọt nước, mà một giọt nước trong là con người, mà nhiều lưu nước, nhiều phi nước đục ngầu là không phải con người, thì nó vẫn đục cái nước trong một cách dễ dàng, đúng không? Nói vậy là mình biết hả? Để tìm con người, để là thầm là một con người xứng vai với lại tam tài với trời đất, có hiếm lắm, hiếm lắm. Ngỗ nghịch cha mẹ, lời nói hỗn láo, hỗn xược, bất kính cha mẹ, bất trung với vợ chồng, không có lòng từ với con cái, thiên vị. Trời ơi, cái tâm phàm tục này kinh hồn. Do không có lập lời thánh hiền, không ai dạy dỗ. Họ nghĩ vậy là đúng, họ nghĩ vậy là đúng. Chết. Nghe điều này mà không có hổ thẹn nữa thì thôi rồi, đồng với cầm thú. Tâm này là súc sanh thì tâm này phải làm súc sanh. Súc sanh nó làm sao? Nó khác với con người, nó đi phải bốn chân, nó đi ngang. Và nó không biết cha mẹ nó là ai hết, loạn luân là dễ dàng rồi. Còn con người mình nó còn một phước báu là biết cha biết mẹ, nhưng cũng có người loạn luân luôn. Nhưng mà bước lên địa vị của A-la-hán Bồ Tát thì thấy mình đang loạn luân, bởi vì các vị đã nhìn ra được nhiều đời. Đối với các vị Bồ Tát A-la-hán, mình là đang loạn luân. Và mình nhìn thấy chúng sanh đó, súc sanh đó hiện hữu luôn, nó là đang loạn luôn. Có con heo nào nó biết con heo mẹ nó là heo cái không? Làm sao biết? Heo mẹ nó là heo cái, rồi heo cái là heo mẹ nó đâu có biết đâu, nó là con heo đực rồi. Thì mình nhìn đó mình thấy, ồ con heo này nó loạn luôn à, nó xì dại dữ à. Còn Phật Bồ Tát nhìn, ồ đời trước là cha là mẹ, sao giờ lấy nhau? Thôi tạm bây giờ để cho phép trong đời này, cái cuộc sống nhân luân của con người là cho phép để lấy vợ, lấy chồng, để sinh con đẻ cái. Nhưng có ai đến đó là tạm ngưng, hay là muốn hưởng dục và coi vợ, coi chồng mình làm món thỏa dục? Nếu mà coi vợ, coi chồng mình là món thỏa dục rồi á, thích thú về chuyện này thì không phải là nhân luân nữa, đây là loạn luân. Chính xác vô cùng, không phải nói càng nói bậy á. Thì loạn luân là đồng với loại gì? Loại súc sanh. Cho nên hồi xưa họ là một vợ một chồng chung thủy, có trước có sau. Khi vợ họ chết rồi thì họ chỉ ở như vậy để nuôi con. Hoặc chồng họ chết là phu tử tòng tử, họ theo con, không có một dám tơ tình gì với người chồng khi đã khuất bóng và ở chính xuống. Đây là người quân tử, gọi là chánh nhân quân tử, quân tử hữu trung. Hai câu này ghi vô thầy họ. Sao gọi là chánh nhân quân tử? Bởi vì là con người chân chánh, con người giữ được tám chữ hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, con người giữ được năm giới Phật dạy, con người thương người thương vật, gọi là chánh nhân. Nếu mà trái lại với chánh nhân quân tử thì gì? Thì gọi là tà nhân tiểu nhân, hay gọi là tà tư tiểu nhân. Cho hai cái câu mà chúng tôi cái chiêm nghiệm là gì? Chánh nhân quân tử hữu trung, ý tịnh vô nhiễm. Tiếng Việt là tịnh ý, nhưng mà thực ra gọi là ý tịnh, là tiếng Hán, ý tịnh vô nhiễm. Khi đọc những cái lời này, nó có một cái sức công phá, đột phá cái tâm phàm tục kinh lắm. Nhiều lúc niệm Phật nhưng mà không đủ tâm lực để niệm, mà không hiểu được cái lời của thánh hiền của Phật Bồ Tát, cho nên thành ra mình không đột phá được cái cửa ải của phàm tục. Nghe thì thích thiệt, nhưng mà hàm dưỡng chưa đủ. 5-3 năm đối với chúng ta, 10 năm chưa thu đâu. Tổ kia mà còn 20 năm mà. Không? Mình 10 năm chưa thu đâu. Phải là 20 năm trở lên. Tâm mình là ngạ quỷ thì tâm mình phải làm ngạ quỷ. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc này. Tham lam bổn sẻn keo rít,
thấy người ta bố thí cúng dường làm phước vẫn là ganh tị ghét ganh, thì cái tâm tham lam này, tâm ganh ghét này gọi là trung phẩm của ác. Thì họ phải làm ngạ quỷ, vì tâm này là ác, tâm này là quỷ thì phải làm quỷ. Tâm này Bồ Tát, tâm này là Bồ Tát thì tâm này làm Bồ Tát. Tâm này là thanh văn thì tâm này làm thanh văn. Tâm này là súc sanh, là hạ phẩm của ác, thì tâm này phải làm súc sanh. Súc sanh nó ăn cái gì? Mình thì ăn cơm, còn đó ăn phân. Ngọt, mà thấy ngọt. Nó không có biết mùi thúi là mùi thúi nữa, nó thấy thơm quá trời. Thì tâm nó là chúng sanh thì nó phải làm chúng sanh. Mà tâm chúng sanh là tâm gì? Mất hết tám chữ hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, còng kiệm ôn cung mất hết, năm giới mất luôn, mười thiện mất hết. Cho nên cái chuyện mà mười thiện này không phải là dễ làm, và mình có thể rằng là xem thường được đâu nha. Mười thiện, vì tâm nó là ngạ quỷ thì phải làm ngạ quỷ thôi. Mình thấy nước là uống được ngon, nó thấy là máu uống được. Đó là lý do gì? Đó là loại ngạ quỷ, là tâm họ quá tham lam xấu ác. Nhưng có những người nói rằng chết rồi có răng nanh lè ra rồi, bắt đầu là tay chân máu rồi, mắt rồi, mặt mày máu me là quỷ phải không? Quỷ đó là quả báo của quỷ rồi. Nhưng mà đang là con người mà bị là ngạ quỷ có. Tham lam không được, bực tức, rạch thân, rạch mình ra để cho người khác sợ phải đưa tiền cho mình để sống. Có những người họ tham đến mức độ mà họ bực tức, họ phải tự hại thân họ, máu me đầy hết trơn luôn, để người ta sợ phải đưa tiền cho họ để họ xài, họ đưa cho họ những cái gì mà họ mong muốn. Thì đây là loại quỷ. Quỷ đang hãm, mang thân người mà đã tâm hãm trong ngạ quỷ. Trời, sao mà mình may mắn mình được ở trong một cái môi trường yên định và nhiều người bạn tốt giúp cho mình. Đây là phước báo quá lớn. Mình là một người gian ác xấu xa, tội lỗi, không thoát khỏi cái vòng đó. Cho nên mình gặp toàn là người ác ôn tội lỗi, không ngu tầm ngu, mã tầm mã. Đây là số phận của mình đã đen bạc đường cùng rồi, hết lối thoát rồi. Còn bây giờ mình có được lối thoát, đi đến một cái chỗ môi trường tốt, toàn là bạn lành tốt không, thì đây là phước của mình. Nhưng mà giữ không được, giữ không được. Ngang ngạnh, bướng bỉnh, kiêu căng, ngã mạn, tham lam, khoác lác, không đủ phước để ở trong môi trường tốt, phải dằn ra biển cả hâm chứa tử thi. Nghe cho sâu cái câu này nghe. Tâm mình là địa ngục thì tâm mình phải làm người trong địa ngục. Ai tâm mình là địa ngục, là sâm hậm tô cung của thượng phẩm của ác. Bà Thanh Đề: quá ác, hỷ bán chư tăng con cái để tiền lại để mà làm phước, không làm biết bao nhiêu sự ganh tị xấu ác. Cuối cùng sao? Vừa bỏ thân xuống địa ngục liền tức khắc, khỏi phải đợi thời gian. Kinh khủng không? Ai tin điều này? Và những người nào nói điều này cho mình nghe? Phật Bồ Tát nói cho mình nghe. Chúng tôi mà không học, chúng tôi cũng không thế nào biết cái chuyện này. Ngoài đời bây giờ cũng dâm loạn, dối trá, tham sân, ăn mặn, sát sanh, hại người, lợi mình, biết bao nhiêu là tội lỗi để phải đọa lạc. Ai tin điều này? Cơ hội là họ làm liền chứ, dễ gì. Thì như vậy cái việc mà tâm là, tâm làm, thì bây giờ mình biết tâm là gì thì tâm làm gì rồi, đúng không? Tự mình biết đó. Thì bây giờ mình quay trở lại tu đức hữu công thì tánh đức hữu dụng. Toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, lấy câu Phật hiệu để vào tâm, toàn tâm là Phật, thì gọi là toàn tâm khởi tu. Toàn tánh là Phật, toàn tánh khởi tu. Toàn tu nơi tâm, toàn tu nơi tánh. Còn chúng sanh là toàn ác khởi niệm, toàn ác nơi tánh, là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Rồi toàn ác nơi tâm, toàn ác nơi tánh. Nghịch lại với thể tánh, bội giác hợp trần là phàm phu là chúng sanh. Hợp lại với giác bội trần và khởi tánh, khởi tu, toàn tu nơi tánh, lấy câu Phật hiệu làm chuẩn mực. Người này khai mở tánh đức đến tột cùng thì người này là thành Phật. Người này quay lại với tánh đức tột cùng, đó là làm sát trộm dâm dối ngã mạn kiêu căng tham sân si mạng cùng mình hết, là phải làm chúng sanh. Hay, cực kỳ là hay. Tổ sư Ấn Quang khai thị cái chỗ này quá hay. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, đó gọi là chánh nhân, thuộc về tánh đức, cũng còn gọi là bổn giác. Tuy có chánh nhân, nhưng nếu chẳng nghe pháp sẽ như đồ báu trong kho, như viên châu buộc trong chéo áo, do không biết nên phải oan uổng chịu bần cùng. Đã được nghe Phật pháp, Phật là vị Phật đã thành, và ta là chúng sanh sẽ thành Phật trong tương lai. Từ đấy tu giới định tuệ, đoạn tham sân si, bỏ vọng về chân, trái trầm hiệp giác. Đấy là duyên nhân thuộc về tu đức, cũng gọi là thị giác vậy. Công tu đức sâu thì thể tánh được hiển lộ, mới biết từ xưa đến nay đã nương theo sức của chánh nhân Phật tánh ấy, đã làm đủ mọi chuyện trái nghịch tánh, chịu đủ mọi nỗi khổ hiển vọng, giống như trong nhà tối đụng phải của báu đâm ra bị tổn thương. Nay đã đích thân thấy được Phật tánh sẵn có, thì cái gốc cũ chẳng mất, mà Phật tánh mới giác ngộ hiện thời cũng chẳng được. Toàn vọng chính là chân, toàn tu chính là tánh, đấy gọi là liễu nhân, chính là tánh tu. Tánh và tu hợp nhất, thị và bổn hợp nhất, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh. Vì thế chân tục viên dung. Này mình đọc đến nhiều lúc mình đau đầu, đọc vài ngàn lần thì nghĩ kia mới tự hiểu. Mình coi qua một lần chán bỏ, sao mà thâm nhập được kinh tạng, được trí tuệ như biển được. Cái cách của Ngài nói là xử lý viên dung không. Tuy rằng mình có Phật tánh là chánh nhân Phật tánh, là tánh đức, mà Hòa Thượng Tịnh Không dùng cái danh từ đó gọi là thân duyên duyên. Nhưng mà nếu có thân duyên duyên, có chánh nhân Phật tánh, có tánh đức, mà không cho nó sở duyên duyên, không cho nó duyên nhân Phật tánh, và không nơi duyên nơi cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi, thì tu muôn đời kiếp và ba đại A Tăng kỳ kiếp để thành Phật cũng là khó, cực kỳ khó. Bởi vì mình lấy vọng để mà trở về chân thì giống như lấy cát mà nấu thành cơm thì nó lâu cực kỳ luôn. Còn nếu mà lấy gạo nấu thành cơm thì nó thành ngay. Lấy cái quả giác của Phật A Di Đà hàng ngày cứ diệt niệm đi, đó là gạo đó, rồi nó trở thành chánh giác rất nhanh. Làm được không? Làm không được. Niệm vài câu cái bỏ vọng tưởng điên đảo, không, chết rồi. Mình thất bại chỗ này. Biết đó là gạo rồi không chịu lo nấu. Nấu mới sơ sơ, bỏ tắt lửa đi chơi, nó sình in lên, không được gì hết trơn. Đúng không? Nói quá rõ rồi nhưng mà làm không được là biết căn cơ mình quá kém hèn. Rồi lại cho mình là người mà căn cơ sâu dày, tôi là giỏi, tôi thế này, tôi thế nọ. Thiệt là si dại. Thực sự là si dại. Đang nói chúng tôi. Nói cho nó mất cái tâm phàm phu đi, và để cho nó hiển lộ ra được cái chánh nhân Phật tánh, rồi bắt đầu phải tu đức. Tu đức hữu công thì tánh đức hữu dụng. Tu đức như thế nào hữu công? Người ta biết dụng công, người ta biết thân phận của họ, cho nên họ lấy quả giác của Phật Di Đà, họ lấy quả giác của Quan Âm Bồ Tát là Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, là lấy quả giác của gì? Của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Thần Chú Đại Bi. Họ tu qua lên chùa thăm thầy thiện, mục đích chính là thăm thầy. Mấy bữa trước công việc nhiều quá, bữa nay chắc thầy xuống ăn cơm được. 2 tuần lễ ở trong địa ngục châm chích. Sao gọi là địa ngục châm chích? Toàn thân là bị mục lở,
cháy rạ, cháy rung gì đó, mũ mũ trong người, đau nhức rần 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 trong người, nằm cũng không được, ngồi cũng không được, ngủ trưa cũng không được. Nó từ hồi nhỏ giờ đây là cái bệnh đầu tiên mà nó nhọc nhằn thân tâm. Thân đã nhọc nhằn rồi, tâm cũng nhọc nhằn. Hai tuần lễ phải chịu đựng kinh hồn khiếp vía, đau đớn không thể nào diễn tả. Hàng ngày qua mọi người tho thuốc mà cũng sợ lây nữa, bắt đầu bôi thuốc khắp toàn thân luôn. Mà không tắm thì nó hôi rình, mà tắm một cái là có nước nó vô, nó nhức, nó đau, nó cứ bệnh. Thì cái chuyện mà bệnh này so với cái lúc lâm chung không bằng 1%, không bằng, không bằng 1/1000, 1/1000 đâu. Lúc gần đâu bệnh nó còn gấp 100 lần cái chuyện như vậy nữa. Và giống như con bò mà nó đang còn sống lột hết da nó, nếu mà công phu kém làm sao chịu đựng nó. Giờ rong rong chơi cái tập trung nói chuyện uống trà, không không niệm Phật, không có tu hành, thì lúc đó làm sao mà chịu nổi với nó. Chịu nổi không? Chịu nổi. Nó thầy mới 2 tuần thôi mà thầy thơ, của rồi là kiều trời không thấu mà. Thì chúng tôi lên chúng tôi nói: thầy chị thằng chú đại bi đó, cô định nơi cầu đất, cô vừa ăn mạng chuyển sang ăn chay là toàn thân cổ cổ là coi như là ngứa ngáy lỡ gãi chảy máu luôn, ngứa chịu không nổi, phải lấy máy sấy tóc hờ vô muốn chín luôn cái thịt luôn mà vẫn không hết ngứa. Quyết định mỗi ngày 108, ngày 108 lấy nước thoa đồ vô, cuối cùng gì một tháng sau là liền lạc, không có chút sẹo. Thầy nghe xong cái thầy đang đau khổ và nó khó chịu quá rồi, làm luôn một ngày 160 biến luôn. Qua hôm sau lên hỏi sao rồi: trời ơi, làm nhiều quá, bữa nay chịu không nổi luôn, hết xíu quách luôn, làm không nổi. Trời ơi, làm cái đó không có được. Sáng sớm 40 phút là 30 biến, rồi khoảng 8-9 giờ, 9-10 giờ 40 phút 30 biến. Rồi chiều chiều mình phải từ từ nó vô, trong món ăn ngon mà thộn nó vô nó cũng bội thật chứ. Rồi tối tối thì làm chia làm 4 thời, mỗi thời 40 biến là 120 biến là được thôi. Ông nghe xong cái ồ vậy hả, vô làm có 3 ngày một cái là sạch sẽ luôn. 3 ngày một ngày 108 thôi, bởi vì quá đau khổ và cũng có thiện căn. Nhưng mà khi mà đau rồi quên đằng chú đại bi, quên hết tất cả mọi thứ, cứ nằm chịu trận. Không làm giống như mấy cô sĩ mà bị cái mụn ô tho rồi cái gì đó, sợ nó sẹo lên hát xấu hay sao, so với cái ghệ nghệ đồ cho nó khỏi thẹo ra. Tho bắt mấy chú với thầy tho đã đời luôn, đầu vẫn đầu. Vậy mà thằng chú đại bi khác hẳn một trời một vực. Hôm qua lên thấy ồ sao nhìn mặt tươi rói vậy. Người trời ơi, tụng đại bi hay thiệt cái chứ. Tụng vô có 108 biết mà 3 ngày cái nó rần rần trong người, cho nó hết ngứa rồi, nó khỏe hay thiệt. Trời ơi, biết làm sớm đỡ quá, là để 2 tuần rồi mới làm. Lý do gì? Nghiệp ngăn che, không nhớ để niệm. Người khác nói rồi làm cũng trật luôn. Ghê, biết cái tâm bợt chợt phàm hôn mình không? Bữa nay khác hẳn với hôm bữa, cách đây 4-5 ngày, một trời một vực, đứng mà cứ ngứa ngứa, coi như là ngoáy 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 ngoáy, và vô phòng đóng cửa lại, nó kỳ cục quá. Bữa nay ra một cái là bị Bồ Tát được luôn. Hồi chiều hôm qua xuống đây nhìn tươi lối lúc nào cũng cười cười cười. Thấy cái thân nó làm cho tâm nhọc chứ. Nhưng mà khi tâm mà có pháp an trụ rồi, thân mất chỗ đứng. Cái quả đau khổ này, cái ngứa ngáy trùng đồ này nọ là nó ăn nước đại bi vô là nó khỏe lên hết. Bởi vì con loại vi trùng đó nó khó chịu quá, do tâm mình làm cho vi trùng đó nó khó chịu, mình cũng bực bội tức tối, hay là công phu kém, hay là cái nghiệp chướng mình sao, là bao nhiêu loại xuất sanh trong cơ thể mình á, nó khó chịu vô cùng, và nó phải vẫy vùng như vậy đó. Tất cả đều do tâm tạo mà. Thì bây giờ tâm mình niệm thần chú đại bi vô thì sao? Tâm mình an vui mát mẻ thì vi trùng nó cũng an vui, nó kêu rồi tạm tha ông, tôi đang an vui rồi, thôi không khuấy ông nữa. Cái đó là lý nhân quả tất yếu. Còn nói về khoa học mà tâm lý thì tâm mình bắt đầu đang khó chịu ngứa ngáy đó thì làm cho bao nhiêu chút xúc sanh trong người mình càng khó chịu, rồi lấy thuốc trị nó, rồi bơm thuốc vô, rồi thoa tùm lum vô cho nó nổi khùng lên, nó cắn, nó phải không? Đó là một chuyện đơn giản vậy thôi, nhưng mà không phải là dễ đâu. Đó, bây giờ mình nghe dễ ngang mà mình đụng trận vô một cái là không ai nhắc mình cũng trì đại bi không nổi, niệm Phật cũng không vô, niệm Quan Âm cũng không được, đứng ngồi không yên 14 ngày như vậy. Hôm qua nói một câu: trời ơi, biết sớm mới đỡ quá nè. Đâu phải không biết đâu, người ta nói bao nhiêu lần rồi chứ không phải không biết đâu. Nhưng mà nghiệp nó ngăn che, chứ chú ý vào thuốc thôi, thoa cho khỏi thẹo thôi, mà bữa nay mặt láng lẫy luôn, không thấy thẹo.
Ngon. Đó thì giờ thầy đang ngồi thầy nghe trên đó, nghe ông cũng cười cười thôi, bây giờ không bị một cái trả giá đừng đề quá đắt. Nói như vậy không, bây giờ mình nghe không, mình thấy thần chú đại bi duy diệu không, đến khi đụng đến mình quên cho thầy, hoặc làm nó trật lóc cho thầy. Nhớ hôm sau, nhớ hôm sau, không chôn chặt trong lòng dạ của mình. Đó là tu đức hữu công, niệm thần chú hữu dụng, đúng thời đúng lúc, không quá đáng, không quá nhiều mà cũng không có bỏ bê quá ít đi. Thì gì? Tánh đức hữu dụng thể hiện ra và gì? Nghiệp bệnh nó tiêu trong 3 ngày, nhanh cực kỳ luôn. Hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện, nói trời ơi, thầy mà làm giống như thầy Nhuận Minh là trì vô một xô nước đem đi tắm nữa thì thôi, mấy con đó nó nhanh biết chừng nào. Chứ thầy lấy thuốc thầy tha vô, cái nó ghét thầy, nó giật thầy thêm là phải. Bây giờ thầy thiệt à. Thầy Nhuận Minh đó, ông trì vô đại bi một xô nước, ông xách đi ông tắm. Trời ơi, đó hồi trước chúng tôi cũng nhắc mà thầy thiện đâu nhớ đâu. Toàn là tắm thuốc cho nó bực lên, nó xử thêm, dễ gì nó tha. Cái chỗ này khó tin. Mà hôm qua chúng tôi cảm được, bây giờ chúng tôi để toàn tâm lên coi thầy thử sao, ngứa ngáy bệnh hoạn sao. Ra cái là thấy thầy khác thường liền. Gương mặt cười cười vui vẻ, còn bữa cái mặt ông một đống như ông kệ mà giống như con mèo ướt, nhìn nó thê thảm mà mục đầy. Con trò quầy mặt nó đỡ cho trong người nó tan nát hết trơn rồi. Ghê không? Kinh khủng thì cái con người mình. Chắc là lúc trước cũng ăn cá, gia đình ở dưới biển Nhà Trang rồi ăn cá, rồi ăn con ghẹ cua đồ. Bây giờ nó, ba cái súc sanh nó ở trong đó, bây giờ nó báo thôi. Hôm bữa chúng tôi nói đúng không? Tuy rằng bây giờ mình không ăn súc sanh nữa, mình không sát sanh, mình phóng sanh, mà quả báo phải trả. Mà công phu kém là nó dợt cho lên bờ xuống ruộng luôn, y chang, đúng không? Công phu kém là cũng phải chịu thua với nó. Đâu phải nói, ô tôi bây giờ ăn chay rồi, tôi niệm Phật rồi, làm gì có quả đến, làm gì cũng có. Tới chứ sao tới, sớm muộn thôi phải tới. Việc chiến tranh, binh lửa, dịch bệnh, sát hại, trộm cướp, từ đâu sanh ra? Từ đâu sanh ra? Đây là những cái nạn, nạn trộm cướp, cướp bóc, nạn lửa, nạn nước, nạn dịch bệnh, nạn chiến tranh, nạn mất mùa, từ đâu sanh ra? Từ do tàn hại sinh linh, kinh thiên địa. Con người mình gặp rắc rối, gặp những chuyện bất trắc trong cuộc sống, gia đình mất hạnh phúc, tiền bạc thất thoát, từ đâu? Từ tàn hại thai nhi kinh thiên địa. Lúc lúc đó nó mới báo thù oán hận khóc quỷ thần. Chuột cái câu này ở trong Dù Tịnh Ý. Đây là nguồn gốc để té ngã. Đây là cái gốc, là nguồn gốc để té ngã. Bây giờ nguồn gốc để đứng dậy chỗ nào? Hỏi đến ông Tổ Hôn Hoa, người nói. Hỏi đến những người giỏi, những người có học thức, những người có địa vị, những người gọi là thông thiên bác học giỏi. Nhưng mà hỏi cái nguồn gốc để té ngã loạn lạc. Không biết nguồn gốc loạn lạc là nguồn gốc té ngã, không biết. Rồi nguồn gốc để đứng dậy là nguồn gốc không còn loạn lạc, cũng không biết luôn. Đâu học lời Phật dạy đâu mà biết được. Nó nghe cho kỹ. Nguồn gốc để té ngã là gì? Là tâm sát hại sinh linh. Cái đây là nguồn thức ăn chính, không bao giờ bỏ được. Nguồn gốc của té ngã, nguồn gốc của đứng dậy khỏi té ngã, mà té nơi đất, chống nơi đất. Nguồn gốc để đứng dậy khi té ngã là đâu? Không còn tàn hại sinh linh nữa. Đó nguồn gốc. Và nguồn gốc để con người loạn ly, gặp nhiều chiến tranh, đó là gì? Là tàn hại thai nhi. Mà cái nguồn gốc của tàn hại thai nhi là gì? Là nguồn gốc dâm loạn, dâm dục. Vì có dâm dục thai nhi mới chết chứ. Không có dâm dục làm sao mà có chuyện thai nhi xảy ra phá thai. Thì như vậy cái nguồn gốc của loạn lạc chiến tranh cũng từ nơi là tàn hại thai nhi. Mà muốn đứng dậy để không còn cái tàn hại thai nhi, mà đứng dậy để không còn cái chuyện mà giặc loạn, dịch bệnh, chiến tranh, thì này từ nơi cái nhân dục mà phải đoạn trừ. Từ cái nơi nhân dục mà đoạn trừ. Muốn đoạn trừ cái nhân dục này phải làm cái gì? Niệm Phật. Đơn giản không? Đơn giản không? Đơn giản nhưng mà không phải là giản đơn mà làm đâu. Đó. Biết nguồn gốc té ngã rồi đúng không? Biết nguồn gốc để đứng dậy rồi đúng không? Mà không chịu đứng dậy, cứ muốn té thì tùy mình thôi. Đây nghe Ấn Tổ nói về cái phương pháp niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao Tinh Hoa Luật. Tổ sư Ấn Quang khai thị: chúng sanh là Phật chứ ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh bình đẳng như một, không thay, không khác, như khổ vui, thọ dụng cách biệt, như trời với đất, là do xứng tánh thuận thu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chân dễ tương nối. Muốn chạm tốt lời nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức, ví như tấm gương mẫu tròn lớn, thể chất bằng đồng. Biết nó có quang minh, hàng ngày chuyên chú chùi mài, đấu công chẳng ngừng, thì khi bụi hết, ánh sáng sẽ hiện, dựng trên trạng cao, hề có hình soi vào gương. Thì trong gương, ắt sẽ có bóng, lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi nơi đầu sợi lông, sẫm lo vạn tượng đều hiện rành rành. Trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trông rộng thông suốt, chọn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế, đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn, đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịch quan, thường hưởng pháp lạc độ chính giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức, ví như gương bố phu bụi, chẳng những không có mảy may quán minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phù lấp, chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu biết tướng gương bị bỏ phế, chẳng thì chất đồng ấy sẵn có quang minh, chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chống chú chùi mài dũa, thoạt đầu hơi lộ chất đồng, tiếp đó gương dần dần tỏ quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch thì một mai hết sạch trần cấu, tự nhiên gặp hình liền hiện bóng, chiếc trời soi đất. Nhưng quang minh ấy gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được. Nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh chán trường hiệp giác bó vòng theo chân cũng giống như thế. Dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ. Đến khi nào công hạnh viên mãn sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề chưa về chỗ không thể đạt được, thần thông trí huệ công đức tướng hảo hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Tuy vậy chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được. Nếu chỉ ý vào tánh đức chẳng khởi tu đức, thì hết đời vị lai sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc hoàn lại cái nguồn. Trích dẫn văn sao Tam Hoàng Chánh Biên quyển 4, diễn thuyết tại Pháp hội Phật giáo Triệu Dương, bài số 4. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tâm hành thô dụng của Phật và chúng sanh tuyệt chẳng giống nhau. Vì sao thế? Do Phật thì trái trần hiệp giác, còn chúng sanh thì trái giác hiệp trần. Phật tánh tuy đồng nhưng mê ngộ thật khác, cho nên sức khổ thăng trầm khác biệt một trời một vực. Nếu có thể suy xét kỹ nghĩa lý tam nhân Phật tánh, thì không muốn nghi nào chẳng phá, không ai chẳng muốn tu tập. Tam nhân chính là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Một chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh sẵn có ngay nơi cái tâm của chúng ta, là pháp thân chứng thường được chứng bởi chư Phật. Đấy chính là cái tài phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, ở trong sinh tử chẳng nhiễm, ngự niết bàn chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái, nhưng chư Phật rút ráo viên chứng. Mê chứng tùy khác, tánh thường bình đẳng. Hai, liễu nhân Phật tánh chính là chánh trí được phát sanh bởi chánh nhân Phật tánh.
Do từ tri thức hoặc từ kinh giáo được nghe đến nghĩa lý chánh nhân Phật tánh bèn lĩnh ngộ, biết do nhất niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, cho nên chẳng biết bản thể của cảnh giới lục trần vốn không, tưởng là thực có, bèn khởi tham sân si tạo giết trợ nhân, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, đâm ra làm cho chánh nhân Phật tánh biến thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vòng theo chân, khối đầu ngó hồ khôi phục bản tánh. Ba, duyên nhân Phật tánh, duyên là trợ duyên, đã liễu ngộ thì cần phải tu tập đủ mọi thiện pháp hồng tiêu trừ hoặc nghiệp tăng trưởng phước hồi, khiến cho đích thân chứng được rốt ráo cái lý sẵn có mà mình đã ngộ mới thôi. Xin dùng thí dụ để làm sáng tỏ. Chánh nhân Phật tánh giống như vàng trong quặng, như lửa ẩn trong gỗ, như ánh sáng từ nơi gương, như mồng nằm trong hạt ngũ cốc, tuy sẵn có nhưng nếu chẳng hiểu rõ và chạy qua những duyên như chân luyện, soi dùi, dùi mài, vung trồng, mưa thấm ướt vân vân, thì chất vàng, lửa, ánh sáng, mồng vân vân sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày phát sanh. Vì thế biết tuy có chánh nhân nhưng nếu không có duyên để hoàn thành thì chẳng thể thọ dụng được. Do vậy Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn làm cho họ được giải thoát. Chúng sanh do chẳng biết ngộ nên chẳng chịu tu tập thiền pháp, đến nỗi luân hồi sinh tử bao kiếp dài lâu chẳng thể thoát ra được. Bởi đó Đức Như Lai rộng bày phương tiện, tùy cơ chỉ dạy, dắt dìu ngõ hồ chúng sanh bó vòng theo chân, trái chừng hiệp giác, trích dẫn Văn Sao Tinh Biên quyển 4, Sự Tích Vạn Sanh của Ưu Bồ Di, Trần Đức Thường và đưa tỏ ý nghĩa ân kính của Phật tánh. Trước khi chưa chứng, chân tánh thuận theo ác duyên mà thành phiền não, nhưng vẫn bất biến. Thuận theo thiện duyên, tình duyên sẽ trở thành bồ đề, vẫn bất biến. Như vòng rồng tiết gò thành cái bồ đi tiêu hay cái vò đường đứt tiểu ban đêm, tuy hàng ngày đường phân tánh vàng vẫn bất biến. Nếu đức thành tượng Phật tượng Bồ Tát tuy cực kỳ quý trọng nhưng tánh vàng vẫn bất biến. Người trong thế gian ai nấy sẵn đủ Phật tánh nhưng thường tạo ác nghiệp, như đấng vàng gò thành cái bô đi tiêu, cái vò đường đứt tiểu ban đêm, thật chẳng biết tự trọng quá sức. Trích dẫn Văn Sao Tinh Biên quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ Lão Chí Minh. Phật quang là chí thể sẵn có ngay trong tự tâm của phàm thánh chúng sanh và Phật trong 10 pháp giới. Thầy ấy linh minh đống diệt, trạm tịch thường hằng, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, dọc thì suốt khắp ba đời, những ba đời vô đây dứt bậc, ngang thì tròn khắp 10 phương, nhưng 10 phương vô đây tiêu mất, được gọi là không nhưng vạn đức cho bày, gọi là có nhưng mấy chừng chẳng lọc, chính là hết thảy pháp nhưng lìa hết thảy tướng, tài phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng. Tuy ngũ nhãn chẳng thể thấy được, tứ miệng chẳng thể tuyên thuyết, nhưng pháp gì cũng phải nhờ vào sức nó, đâu đâu cũng gặp gỡ. Chỉ vì chúng sanh chưa ngộ nên chẳng những không thể thọ dụng được, trái lại còn đương theo sức chẳng thể nghĩ bằng này để khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chuốc khổ, khiến phải sanh tử luân hồi chọn chẳng khi nào hết. Đem chân tâm thường trụ thọ lấy huyện báo sanh diệt, ví như người say thấy nhà xoay, nhà thật chẳng xoay, kẻ mê cho là phương hướng chuyển dời, phương hướng quả thật chẳng đồng, hoàn toàn do vọng nghiệp biến hiện, chọn chẳng có thật pháp nào để đạt được. Do vậy khi Đức Thích Ca Thế Tôn ta thì hiện thành Phật đạo, trực chứng Phật quang, bèn than: là thay, là thay, hết thảy chúng sanh
đều đầy đủ chính huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì những tiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Kinh Lăng Nghiêm nói: diệu tánh viên minh, lìa các danh tướng vốn chẳng có thế giới chúng sanh. Do vọng nên có sanh, do sanh nên có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Đấy là vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Hai thứ danh hiệu này được dùng thay cho nhau. Ngài Bằng Sơn nói: tâm nguyệt triên tròn, ánh sáng vô trùng muốn hình tượng. Ánh sáng không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn. Tâm lẫn cảnh đều mất, nào còn có vật gì. Ngài Quỷ Sơn nói: linh quang triên chiếu, thoát khỏi căn trần, thấy lộ chân thường, chẳng chấp vào vốn tự. Tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành. Chỉ lìa vọng niệm chính là như như Phật. Do vậy biết mọi thứ ngôn giáo của Phật Tổ không gì chẳng nhằm chỉ bày tâm tánh sẵn có của chúng sanh, khiến cho họ bỏ mê về ngộ, khôi phục cái nguồn hoàn lại cái cội mà thôi. Giờ thử đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Ba cái câu mà duyên nhân Phật tánh, chánh nhân Phật tánh, duyên nhân Phật tánh và liễu nhân Phật tánh, chúng tôi được đọc từ lâu, mười mấy hai chục năm về trước rồi, nhưng không hiểu nó. Thì mà đọc vô đây cái là hiểu, nhưng mà rất sâu sắc. Chánh nhân Phật tánh là giống như là vàng, nhưng mà vàng của Phật là Phật tánh đã thành rồi, cho nên là vàng này đã la ra khỏi quặng và không còn tạp chất sử dụng được. Còn chánh nhân Phật tánh của mình là vàng mà vàng còn trong quặng, hay vô cùng, tạp chất còn nên làm cà lá không được, làm chiền nhẫn không được. Thì bây giờ cái chánh nhân Phật tánh này nếu mà là vàng thì mà biết lọc, biết gọt giũa, rồi biết gạn lọc những cái tạp chất ra thì vàng này nó hiển lộ ra mình xài được. Cũng như cái gương mình lau chùi hết bụi thì cảnh quang minh trong cái gương mà cái miếng đồng đó nó soi trời chiếu đất được. Nhưng mà khi mình lau hết bụi, không phải là lau mà nó sáng, mà cái bản chất của cái chất đồng đó nó sẵn cái ánh sáng. Và mình tu để mà thành Phật thì Phật đã sẵn thành ở trong tâm mình rồi. Khi mình tu nó lộ ra, giống như mình lau cái bụi trên cái miếng đồng, nó lộ cái ánh sáng ra. Hay, cực kỳ hay. Rồi khi mình liễu nhân Phật tánh, là duyên nhân Phật tánh, tức là mình cho nó cái duyên xấu ác thì nó đọa lạc, mà cái duyên tốt, cái duyên nó niệm Phật thì nó vãng sanh cực lạc, nó thành Phật. Mà khi mà mình liễu, mình thấu triệt được rồi thì mình biết đâu phàm đâu thánh. Ngài nói mình, quý vị nghe qua cái là quên hết rồi, không? Mình đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, mình mới thẩm thấu được. Cho nên nói về Ngài Tổ Ấn Quang thì Ngài đã chứng được cái pháp tánh và toàn vọng là chân rồi. Phiền não tức là bồ đề rồi. Tâm Ngài đã chứng tịch quang rồi, cho nên Ngài nói nó lộ ra được hết. Và biết chúng sanh chưa chứng, cho nên Ngài phải nói. Cho nhiều người họ nói chỉ cái chứng của họ thôi, nói họ có thành đạt thôi, mà không nói cái pháp để đi đến thành đạt thì coi như là rất khó khăn vô cùng, giải hành rất là vất vả. Nhưng mà Ngài dè dặt cái chỗ này quan trọng: người trí dùng trí để phá, người ngu dùng dục để quậy. Người có khôn ngoan chút xíu, họ làm ăn có tiền có bạc, có danh phận địa vị, có tiền bạc, bắt đầu là họ dùng cái trí khôn của họ, họ gom góp bao nhiêu người phụ nữ đến để cho họ hưởng dục, họ làm những cái chuyện tày trời, mở những cái lò sát sanh, chế bom nguyên tử, họ làm bao nhiêu cái điều tội ác, gọi là dùng trí để phán. Hôm qua chúng tôi nói có ông vua đó, ông có trí mà, có tài không, có phước báu, lãnh đạo một đất nước Ấn Độ thời bấy giờ, cho nên thỏa dục bằng cách thị dục. Thay vì con mắt của mình phải nhìn lời thánh hiền để tiếp tục mình làm cho con cháu mình nó tốt, ai mà làm cái kiểu cho con cháu mình nó bắt chước là bắt người phụ nữ trẻ cõi hết lộ quần áo ra đứng nhìn để thỏa dục và thị dục.
phải phải người trí dùng trí để phá không? Bởi vì họ chưa thoát khỏi biển dục mà. Dục hải hồi cuồng, họ chưa thoát được cho nên họ phải hưởng thụ. Ngộ vậy đó. Gai, chọn gai gốc là phải hưởng gai gốc thôi, chứ làm sao tránh gai gốc được. Trong đó có sẵn gai gốc rồi mà. Còn kẻ ngu là dùng dục để quậy, họ phá bằng cùng sanh đạo tặc trộm cướp nhà tù mọc lia lịa ra, không đủ để nhốt mấy người này. Casino ăn nhậu chơi bời. Thấy chưa? Thấy thấy ngài nói cái câu gì nó cũng nằm ở trong thế gian mà dướng phải hết trơn luôn, thì mình biết một chỉ là đắc đạo Bồ Tát tái lai mà mình không theo thì thực sự đã làm sự mất mát của mình quá lớn. Ngày hôm qua chúng tôi có nói cái câu chuyện mà ông Tần Chiêu, đây là Ấn Tổ ngài trích sau cái bài ngài nói về cái việc mà dục hải hội cuồng, ngài viết cái tựa đề đó. Mà cái câu chuyện này ông này thời đời đời nhà Nguyên, ông là người khá giả, có giàu có và có học thức luôn, có trí khôn, có hiểu biết, học lời thánh hiền luôn. Cho nên lúc ông đi lên kinh đô thì người bạn họ đặng lại uống trà để tiễn bạn đi, mà người bạn đã mua sẵn cô gái cho ông quan bên kia, cho nên kêu chèo thuyền đến gặp ổng và ổng hỏi: ủa ai đây? Kêu là ông quan bên kia ổng muốn mua cô gái về làm vợ, ổng có tiền của làm quan thành công rồi, bây giờ tôi gửi anh mang giùm, mang qua bên đó. Ấy không được, tôi là người đàn ông chưa có gia đình, cô này là người nữ mà cũng chưa gia đình, hai người là đi trên một chiếc thuyền này là không có được đâu. Cái trời ơi, bạn bè tin tưởng nhau mà làm sao không được, thôi giúp giùm đi, năn nỉ. Rồi cuối cùng ông họ Đặng này có vẻ hơi khó chịu, kêu ông nghe được rồi, chánh nhân quân tử, ông là người quân tử hữu trung mà tôi tin tưởng ông, tôi nhờ ông mà sao không làm. Nếu mà ông không có mang qua tới nơi ông dùng thì thay vì ông trả tiền cho ông đó cũng được chứ gì đó. Ví dụ mua 100 đồng ông mang qua ông trả 100 đồng ông dùng. Thì ông nói vậy, ông này ông nghe ông kêu phải chở đi. Trên đường chở đi thì phải 10 ngày mới tới kinh đô mà, mới tới kinh thành, cho nên thành ra phải, cái cô này đâu có mang mùng đồ gì đâu, mang mền gì đâu, ông cho chui vô nằm chung với ông trong đó. Thấy tội nghiệp. Ngang tuổi nhau nha, chứ không phải ông già bà cả nha. Rồi người trẻ không phải. Thì khi trong 10 ngày đi đó, hai người gọi là ngọ hạ bất động. Người ta là tọa hạ thôi, còn này ngọa là nằm, ngọ hạ bất động. Câu chuyện này tự nhiên chúng tôi ấn tượng thấy ông này là Ấn Tổ ngày bình ở phía sau, ông này đã tư dục không còn. Thì tư dục không còn gọi là chánh nhân quân tử. Mà tư dục còn thì đây là gì? Tiểu nhân hạ ngu bất tiếu. Và ông này là đúng cái danh từ, ổng là quân tử hữu trung, rất là lời hứa không thay đổi, mang qua tới bên đó để gửi lại cho ông quan đó. Cầm lá thư của anh chàng này đưa, ông quan hỏi đi mấy người, thì chở người này đi chỉ có một mình cô với tôi là một người thôi, chứ không có mấy người hết trơn. Nó nghĩa là trên thuyền đó có bao nhiêu người, kêu là cô đó với tôi. Ông lấy cái vẻ khó chịu vô cùng mà phải nhận lá thư. Nhận lá thư là tôi đã mua xong cô này bao nhiêu tiền như vậy đó, bây giờ ông có người bạn mang qua. Thì ông khó chịu vô cùng. Ý là ông nói là chỉ có mình ông với cô này, thì còn cô này còn cái non nước gì nữa, còn cái gì mà giữ lòng cơ tinh tiết nữa. Thì cuối cùng ông phải vô. Ông vô xong rồi ông mới hỏi thật lòng cô này, thì cô này nói ông này là một người chánh nhân quân tử, và nhận lời của cái người mà ông mua đó, thì họ mang qua tới nơi không có cái gì mà gọi rằng là dính líu cái chuyện mà bậy bạ trong này hết. Cái ông quan này phải kính phục ông Tần Chiêu và tìm tới nơi ông Tần Chiêu để mà xin lỗi. Tôi đem cái lòng dạ tiểu nhân nói ông cũng giống như tôi là ăn nằm sằng bậy dâm dục mà nghĩ ông, tôi xin lỗi, cái đó nó có gì đâu. Ghê không? Câu chuyện này được gọi là câu chuyện này được lưu sử sách, tiếng thơm lưu sử sách. Thì Ấn Tổ ngài luận bàn, ngài nói là một con người chánh nhân quân tử là phải gì? Là người này tư dục không còn. Con người này là cổ người khác chứ không phải cổ mình, mà lấy cổ người khác làm cổ mình gọi là tư dục. Họ không còn nữa. Hiểu ra cái chỗ người quân tử không? Nhưng mà người đôi khi Phật tử mình làm không được.
Rõ ràng nhiều lúc chúng tôi thấy hai vợ chồng quy y rồi không ai giảng cho nghe, rồi cuối cùng cũng ganh tị phiền phức ly dị, rồi nó tùm lum hết. Anh chàng này mon men có cô khác rồi mới giờ kiếm chuyện ly dị với bà vợ, rồi bà vợ cũng vì tình ý rồi bắt đầu muốn kiếm chuyện với ông chồng. Nó có chuyện trong đó hết là nó mới sanh ra cái việc như vậy. Tư tà niệm khổ đau mà họ chống, họ gieo cái nhân khổ đau mà không biết nhân khổ đau, không biết khổ đau. Vì vậy cho nên thành ra nếu là người đó là tiểu nhân ở chung với quân tử lâu ngày, số người quân tử nhiều hơn, phải đồng hóa người tiểu nhân để trở thành quân tử. Kẻ ác ở dưới chung với người thiện lâu ngày, kẻ ác cũng trở thành người thiện luôn. Ông đó giết đồ tể, giết heo gần chùa, sáng nào cũng đánh chuông để cho ông dạy ông nghe tiếng chuyện chùa để ông giết heo. Mà một thời gian vài năm, vài chục năm sau bắt đầu ông thay đổi. Nghe tiếng chuông chùa, nghe kinh kệ thôi, vậy mà thay đổi. Ở gần chùa mà. Còn mình ở trong chùa mà không thay đổi, lý do gì? Bởi vì mình không muốn thay đổi. Cái quan trọng là phải muốn thay đổi. Đừng ngang ngạnh, đừng bướng bỉnh, phải chịu học lời thánh hiền, ngoan ngoãn cung kính, biết vâng lời, biết học lời thánh hiền. Thì con người này giàu cho xấu tàn ác gì đi nữa cũng phải chuyển. Vì cái xấu đó đâu phải là cố định đâu, nó là bất định nghiệp thay đổi được. Đọa xuống địa ngục A Tỳ rồi là vô lượng đời kiếp, nhưng cũng có ngày đi lên mà. Phật tánh đâu có mất đâu, chánh nhân Phật tánh không mất. Do nó duyên với cái sân hận thượng phẩm ác cho nên nó phải xuống đó. Một thời gian nó trả hết quả báo rồi nó lên. Con cốc nó đang nằm đó, buổi sáng chúng tôi thắp nhang thấy nó hoài hoài sợ dậm á, nó đang trả, nó nằm ở ngoài trời, nó khừ khừ, nó chịu đựng đến nó trả. Mà nó trả là mau hết, bởi vì nó trả nó không làm bậy, cho nên hình ra nó mau hết. Mà mỗi mau hết là cũng phải gì? Bảy đời Đức Phật ra đời vẫn còn là thân kiến, bao nhiêu vạn kiếp vẫn không thoát cái kiếp mồ côi của kiến. Mồ côi không? Vừa sanh ra một bầy, một ổ, cuối cùng mạnh ai nấy sống là mồ côi vậy nữa. Mình đây còn anh, còn em, còn bạn bè tu hành, rồi còn cha mẹ, không có mồ côi đúng không? Mà lọt vô xuất sanh là mồ côi liền. Bởi vì đâu có biết cha mẹ là ai đâu mà không mồ côi. Ghê không? Chỗ này mình phải thấm thía được cái chuyện ba đường ác, mà phải phát Bồ Đề Tâm. Rồi cái câu chuyện hôm bữa thầy Nhật Minh nói, cái ông đó mà ông biến thành hổ luôn, cũng là cái chuyện dâm dục đó mà ghi vào trong sử sách, rồi giết cả gia đình, rồi biến con người thành con hổ liền, tức khắc biết nói tiếng người. Những cái mẫu chuyện này chúng tôi, nếu mà anh em không để tâm vô những mẫu chuyện và không để tâm vô lời Phật Pháp, rồi học rồi giống như nước đổ lá môn, không thấm thía rồi cuối cùng không có hứng thú để học. Mà học không được, giải không nổi thì làm sao hành được. Bọn phàm phu mình mà không giải mà hành thì làm sao có chuyện hợp này. Chỉ có Phật Bồ Tát không giải mà hành. Nghe một câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm một cái là gì? Đi tìm ngũ tổ hoằng nhẫn liền, là lục tổ huệ năng. Còn mình nghe bao nhiêu câu rồi có đi tìm ai không? Phàm phu mình là vậy, còn phải học nhiều. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà đoạn ác tu thiện thì vạn ác dâm đứng đầu. Đoạn cái nhân này chứ, đoạn cái nhân ác khổ là nhân dục này chứ. Nhân dục là con người mang tính dục tính, thú tính rất mạnh. Từ cái dục tính này biến thành thú tính rất mạnh, mà từ cái dục tính mà chuyển đổi được dục tính này, gọi là chuyển phàm thành thánh, thì đây là ngưỡng cửa giao thoa của phàm và thánh. Lật qua lật lại, lật qua là phàm, lật qua là thánh, đây là ngưỡng cửa. Đây là cơ hội của con người, phàm thánh, thánh phàm, xuất sanh rồi người, người trời Phật. Nó thay đổi trong cái con người của mình. Bộ dạng vẫn là con người, nhưng mà tâm là giả thú. Bộ dạng vẫn là con người, nhưng mà tâm mình là Phật. Là Phật thì làm Phật thôi. Là xuất sanh thì làm xuất sanh thôi. Là người thì làm người. Tìm con người là con người có nhân từ, nhân là người có lòng từ thôi. Dễ kiếm không? Khó lắm. Nhân từ được giai đoạn thôi, bắt đầu giai đoạn sau là hết nhân từ rồi. Thiệt tình, ông Tổ mà nói lột trần ra được con người thời nay có phải là con người không? Bởi vì biết hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ mà không làm được thì hỏi làm sao là con người? Trời, ngài nói đọc văn sao mà phải thấm rồi đó, thì bắt đầu chính cái giải này là cũng là hành
giải hành tương ưng, giải hành tương tức. Đọc những lời của các vị tổ mà có sở chứng các Bồ Tát rồi là thôi, con người này đã chuyển phàm thành thánh. Người ta chỉ đọc lời thánh hiền thôi mà họ chuyển thành thánh hiền. Ông Tầm Chiêu này, ông đọc lời thánh hiền, ông biết là chánh nhân quân tử, quân tử hữu trung, tịnh ý vô nhiễm, ý tịnh vô nhiễm, ông biết ông làm được. Mà đây là phải có thầy giáo dạy cho họ thời gian khá nhiều giờ đó, họ mới nung đức thành một con người gọi là chuyển sát phàm thành cốt tiên á, chứ không phải là học một thời gian ngắn đâu, không phải đâu, phải có thời gian học. Thì cái việc mà Tổ sư Ấn Quang này răn đe về cái việc mà bỏ cái nhân dục để chuyển thành cái tâm thánh, tâm Phật, cái lá thư này hay, lắng nghe hay tánh đọc. Ông này có hai vợ, ngài kêu ông chưa khô tinh chết là may, hay cực kỳ, khi nghe một cái là thay đổi liền. Ông này hai vợ luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cho cư sĩ Dương Chấn: đọc thư ông biết tội ông thông đến tận trời, nhưng cội nguồn tội ấy là do cha mẹ ông một mực nuôi chiều. Vì thế đời sau hay dùng chữ tề mi cử ám hay cử ám tề mi để hình dung vợ chồng kính trọng nhau, yêu thương nhau đồng thống, khiến ông quen thói kiêu ngạo từ bé, chẳng hề ăn trăng dày, đến khi tánh xấu đã hình thành mới tự hối hận đã vô ích cho con mà chính mình cũng bị tổn hại. Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này. Nay nói toạc ra với ông, mong ông sẽ tránh được con cái hiền thiện. May là đời trước ông còn có thiện căn, nếu trường biết hối, nếu đến chết vẫn không thay đổi, thì muốn thoát khỏi địa ngục chỉ sợ khó mộng thấy được. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, do ông là người cực bất hiếu, cực dâm đạm, nhất niệm chí thành xưng niệm liền được việc làm như ý. Những kẻ quỳ bán Phật Pháp, muốn diệt Phật Pháp, đúng là đã hãm người đời sau trong thiên hạ vào biển khổ, mà vẫn nhớ nhân từ đất khoe khoang công lao, hề nghĩ tới liền khổ ngang sức thương những kẻ ấy. Năm 14-15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí, 10 năm qua dâm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương, kể sao cho xiết. Huống chi lại có hai người vợ trẻ, nếu chẳng biết tiết dục thì cho những không thể sinh con, mà còn đến nỗi đó mà chết yểu. Từ nay trở đi, hệ thấy phụ nữ của người khác, hệ tưởng như mẹ, chị, em, con gái, xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu, ngày thường niệm Quán Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ, dưỡng cho thân thể được hồi phục 10 phần rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt, mỗi năm ăn ở với hai bà vợ một lần, thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương, chắc chắn sẽ sinh được con cái mũm mĩm thông minh, tánh tình hiền thiện, không bệnh trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm gương mẫu cho người trong một làng. Nếu có chuyện ân ái là điều vui thú, thì chuyện vui dư lâu, khổ lớn liền tới, tinh khô thân chết không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đến ngày này nói với hai người vợ, mọi người cùng giữ điều răn cấm này thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp, ba người bọn ông hạnh phúc đến già, sống thì hưởng ngũ phước, mất sẽ lên chính phẩm. Nay gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Thọ Khám Bộ Giám, một cuốn Giá Ngốc Lục, một bộ Quán Âm Tùng, một cuốn Xuất Trung Tân Lương. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư có 4 tác phẩm. Đầu tiên là ông chức quán ngộ nghĩa, giảng rộng về ý nghĩa đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành. Thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư, khuyên kiên giết. Thứ ba là Dục Hải Hội Cuồng Răng Dâm. Thứ tư là Tây Quý Trực Chỉ
khuyên bước tịnh độ. Quán Âm Tùng giảng rõ cặn kẽ sự tinh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hay đọc Thọ Tham Bộ Giám, Xây Trận Giám, Không Tiết Dục. Và Công Luật giảng đầy đủ, rõ ràng về những điều quan trọng trong tu trì. Sách này trích lục những điều trọng yếu từ bộ hôm sau. Đọc sức trung tân lương sẽ có thể làm cho mẹ ông quyết định được vãng sanh Tây Phương. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Chân. Tông là gốc, là chủ, nghĩa là khởi tâm bồ niệm xứ sự điều mong sau chân thật chẳng dối. Chí thành không dối thì mới là thiện nhân trong thế gian. Đấy cũng là tư lương để xuất thế. Đặt pháp danh cho lý thị là Tông Chinh, hà thị pháp danh là Tôn Khiết. Nữ nhân lấy chinh khiết làm đức, huống chi niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Mà nếu chẳng lấy chinh khiết làm gốc thì thân tâm ô uế chẳng tịnh, làm sao vãng sanh tịnh độ cho được. Ba người bọn ông bầu bàn niệm Phật với mẹ, khuyên mẹ ông đừng cầu phước báo trời người, mà hãy chuyên cầu vãng sanh Tây Phương. Nếu có thể giúp đỡ cho đồng nghiệp của mẹ thì là đại hiếu, dùng hiếu hạnh ấy để trừ cái tội bậc hiếu trước kia. Ví như do đức mà té thì cũng từ đức mà đứng dậy. Quan giờ rồi, mùa đông năm ngoái, ban đêm giáo dừa sách dưới ánh đèn điện nên mắt bị tổn thương nặng nề. Xem thư, trả lời thư đều phải dùng cả kiến lão lượng kiến lúc mới thấy lờ mờ. Từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu ai quy y, cũng đừng do thịnh kinh sách từ Hoàng Hóa Xã mà tiện tay gửi thư cho quan, vì nguồn lực chẳng thể thù tiếp được. Giờ nói thêm đến đây là kết thúc rồi. Ai đi đọc rồi? Khi đọc trong văn sao mà thấy ngài mới nói là do giảo sách, tức là đọc sách mà dưới đèn điện cho nên mắt nó bị tổn thương nặng. Mà người ta vẫn cứ tiếp tục gửi thư đến, ngài viết một cái lá thư trả lời khóc, họ cũng không chịu, họ cũng gửi hoài đến. Khi nghe đến đây thấy cái lòng từ bi của ngài vô tận, Bồ Tát. Mình mà bệnh họ cái gì mình khó chịu là mình đi lo chữa bệnh, nhưng mình đâu có làm chuyện cho người khác được. Ra đây là các vị Bồ Tát. Những lá thư này là những cái lá thư mà tuổi già ngài viết ra từ 60-70 tuổi, rất là vất vả. Mà mình trân quý như vậy, đó là mình người học trò ngoan, học trò giỏi, học trò biết tôn trọng thầy. Còn xem mà khinh nhờn, không cung kính và xem rất bình thường thì mình thiệt là có lỗi với ngài. Bao nhiêu con người bỏ tiền tỷ ra, chúng tôi nói số lượng tiền phải 10 tỷ lên cái này, những cái bộ sách này, đã làm khổ cực mồ hôi nước mắt. Những người mà họ in để họ kết tập thành một cuốn sách biết bao nhiêu khổ công. Rồi hàng ngày chúng tôi lên để nói và cho thầy Tấn đọc thì quý vị biết là cái công lao của bao nhiêu con người mà mình không trân quý thì đấy cái tội của mình lớn. Những người này gần như là vô đường cùng, tuy rằng nhà giàu có tiền hai vợ luôn, nhưng mà bệnh hoạn rồi khô tinh tủy, thân thể thì giống cây mục nát, chết sớm. Khi những người này họ nghe cái bắt đầu họ thay đổi được liền. Họ thay đổi được và họ có thọ dụng liền. Chỉ bỏ được cái nhân dục này thôi mà chịu niệm Phật là lên chính phẩm sen. Thấy chưa? Còn nếu mình bỏ cái nhân dục trong tâm mình á, mà không ai quấy rối, và ngài dặn ông này chắc là ông làm theo đó. Phải đoạn cả nông trời kìa. Thường ăn nồng thì như vậy là cái tâm khinh nhờn nó sẽ xuất sanh và nó sẽ làm cho mất hạnh phúc. Mà thường cử và dè dặt, cung kính như khách thì người này hạnh phúc tề mi giai lão. Phật Bồ Tát ngài biết, bởi vì ngài đã trải qua bao nhiêu đời kiếp, ngài thấu thần thông ngài biết hết rồi, và ngài biết ngài khổ đau vì cái chuyện gì. Này chỉ cho mình nghe, mình nói không khổ đâu, chuyện đó bình thường, ăn cơm uống trà thì mình phải tan xương bất mạng.
nhất mấy bà già trong này hết sức thận trọng. Đây là một cái khu tịnh tu Phật Bồ Tát, gia trì bao nhiêu công sức của thầy, bao nhiêu cái tiền của đàn na tính thí, mình ở trong này giữ tâm cho chân chánh, không được một ý niệm sằng bậy, bực bội, dâm dục, tức tối. Mình chưa hết, cái mà nói thẳng A-la-hán hết. Không giữ câu Phật hiệu, không giữ hơi thở, không cung kính dè dặt là coi chừng hết phước phần để ở trong này. Phải luôn luôn đau đấu nghĩ như vậy. Bữa có bà cụ, bà vừa hiu hiu ngủ, bà nói mày muốn đọa địa ngục không mày ngủ mày. Bây giờ buổi sáng ra thấy bà lượm mấy cái bông sứ, hỏi bà nghe Pháp có ngủ không? Cái mỗi lần hiu hiu là con nói mày muốn đọa địa ngục, mày sao mày ngủ mày? Nghe Phật Pháp mày không cung kính hả mày? Mà biết răng đen lắm. Cho nên cái việc mà để tu hành đó là phải có người thiện tri thức mỗi ngày nhắc đó. Mà bản thân mình phải nỗ lực chứ, người ta nhắc rồi nhiều lúc mình không nghe đó rồi bỏ đó, rồi mình nhiều lúc mình khó chịu nữa thì ngang ngạnh quá đáng. Người này làm sao ở được trong biển Phật Pháp, mà dẫu trong ở được trong biển đi nữa cũng không hưởng được mùi vị của cái biển cả, là nó mùi vị giải thoát. Cái vá trong nồi canh mà không hưởng một chút được cái nồi canh. Đó là cái việc mà mỗi ngày mà chúng tôi nghĩ, quý vị thực sự 3 năm là thọ dụng lớn, lớn lắm đó. Vì vậy có nhiều người, người ta là đệ tử của tổ như ông này, ông chỉ đọc một lá thơ thôi nhé, ông đâu có cơ hội để cầm cả một bộ văn sao như mình, mà ông là thay đổi được. Vì sao người ta ít mà người ta lại thay đổi được? Họ là con người chân thật để hành, giống như con rồng thiệt ngậm một ngụm nước là đi làm khắp hồng vũ mưa rồi. Còn mình là con rồng đất, nghĩa là căn lành quá thấp kém, cho nên là ra ở trong một cái biển Phật Pháp, giống như con rồng đất mà ngâm trong nước tan thân mất mạng. Những cái câu này nó hay, cực kỳ hay luôn. Mình coi mình rồng đất hay rồng thiệt? Rồng đất là người ngang ngạnh, bướng bỉnh, không chịu học hành á. Phải nhắc như vậy, nhắc hoài, nhắc hoài. Giờ đang ngồi học vì sao mà la như vậy, vì sao mà nhắc như vậy, coi chừng ngày mai nó thay đổi vậy cả. Phạm phạm phu mà phải nhắc như vậy. Mà không những chỉ nhắc bao nhiêu người đây, khắp mọi người trên thế giới bắt đầu làm gì? Làm cho họ tinh tấn. Đây là chất liệu để làm cho họ tinh tấn đó. Chứ còn khen quá trời luôn, chỉ nhìn những điều tốt, không nhìn thấy điều xấu, cuối cùng không ngã mạng là tiêu, nguy hiểm. Chúng tôi giờ không có khen nữa đâu, la không á. La để bỏ phàm đi chứ. La mình mới nhìn thấy cái tội mình chứ. Đúng không? Mình là phàm mà. Nên chúng tôi là bộ văn sao răng nhắc, răng đe. Vừa khởi niệm muốn đi Hà Nội, muốn đi đây đi đó, ê, học theo tổ mà ngày ở 20 năm mà mới có 3 năm mà đòi đi đâu, mà tôi đạp mày xuống hố bây giờ. Phải răng đe nó như vậy chứ đâu mà tự nhiên ngông ngông ngên ngên cái mặt nghịch mình là giỏi, mình bà này ông nọ, chết ngay. Đừng có suy dại. Nay hết giờ, 8 giờ nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.